của trái hồng kim. À, ủa, sao tại sao nó có trái rồi mà nó còn ra hoa? Nó quanh năm hả? Ra quanh năm. Ủa, vậy là thấy là cái cây này nó ra quanh năm à? 9 tháng liền. Đây nè, đây nè, nó có trái là bắt đầu to rồi anh. Đó, trái này là bắt đầu hình thành này. Ồ, hay quá. Nhưng mà ra hoa nhiều thế này mà sao nó đậu trái ít vậy? Mình người bật có đây chứ. Từ từ giai đoạn này đang bắt đầu đậu trái. Ồ, thế à? Và về với vườn của mình thì hôm nay mình cũng đang cho sản xuất giống. Cũng của Hoàng Kim của bên đó bán của chúng ta rồi thì chúng ta nhanh tay á là đặt nhanh thì mới có, chứ còn nếu mà không đặt thì số không có kịp đâu. Số lượng có hạn, không phải là lúc nào cũng có đâu nha các bạn. Và đây là vườn cây đầu dòng tại thị trường vườn cây đầu dòng. Và trong nước tôi đã đi rất là nhiều vườn và nhưng mà được bảo hộ thương hiệu độc quyền. Ok, và tôi đi ra rất là nhiều vườn Hoàng Kim nhưng mà vườn này là vườn đầu tiên ở Việt Nam mà đã có từ cây năm này rồi. Đã okay. Được thực nghiệm tại thị trường đất này là 7 năm rồi, 7 năm tuổi rồi. Ok, đẹp quá, tuyệt vời quá, rất là ok. Thế này thì bây giờ là có một cái muốn có ý anh nha. Nói sức mình có bị hở rồi, cái này thì 100% thì con bó được việc cho anh biết. Nói anh em mình làm rồi. Quý vị ơi, Hoàng Kim mà có nằm dưới đất luôn nè. Nó nằm dưới đất luôn. Dưới gốc cũng vẫn có. Hai chứ không phải là ở trên đâu nha. Hai đây, quý vị xem đây. Hai trái vú sữa Hoàng Kim đây. Bây giờ cho mấy kỹ sư chúng ta chụp một trái này. Chờ đi, chụp đi.